Hello, Cúc xin thân ái mến chào toàn thể quý vị. Quý vị ơi, hôm nay đến với cái chương trình mà em kể chuyện hôm nay á, em muốn gửi đến toàn thể quý vị mình những cái mẫu chuyện hài hước mà nó vắn thôi. Thì nó vắn cho nên em kể nhiều cái mẫu chuyện ở trong cái clip này ngăn quý vị. Mong mọi người đón nhận và luôn cổ vũ cho Tám Cúc. Em cảm ơn rất là nhiều. Và cái mẫu chuyện đầu tiên thì Cúc muốn gửi đến quý vị thì trong cái chương trình hôm nay đi thì Cúc kể chuyện nói về cái ấy của đàn ông nghe quý vị. À, nghe cho nó vui với gia đình của mình thì có cái mẫu chuyện đầu tiên như thế này là giống như là có hai vợ chồng của cái anh này nghe quý vị thì đang đang xem tivi, giống như buổi tối thì gia đình thường thường hay có là bật tivi lên rồi nằm xem với nhau cho nó vui, thì hai chồng cũng giỡn nói qua nói lại đó quý vị. Thì cái anh chồng ảnh vô tình anh mới nói với bà xã của anh là vợ anh nói em ơi, em có thể nói bất cứ cái gì cũng được mà em nói sao mà để anh cảm thấy là vừa hạnh phúc và vừa tức giận em. Em nói được cái điều đó đi, cái gì cũng được, cái gì anh cũng chiều em. Thì cô vợ có nói anh thiệt không, cái gì cũng chiều đúng không? À, chừng nào tới lương. Ông nói gì vậy, lương gì? Bác nói thì anh nói cái gì cũng được thì chừng nào tới lương anh nói đi. Ông nói ừ, vài bữa nữa tới. Cô nói vài bữa nữa tới là lương tháng này, nếu mà em nói cái gì mà anh vừa có hạnh phúc mà vừa có tức giận thì tháng lương này anh đưa em hết nha. Bình thường thì anh đưa 70%, anh chừa lại 30%, chứ này anh đưa hết anh chịu không? Ông nói chơi luôn, kỳ này anh vui, anh muốn đố em phải làm như thế nào nha, mà anh vừa hạnh phúc vừa tức giận nha, chứ còn không hạnh phúc, không hạnh phúc mà không tức giận là tháng này anh không đưa em đồng nào hết, anh có chịu không? Tháng này anh không đưa lương. Cô này có nói chơi luôn. Chơi với ai cũng vậy, chơi với chồng cho nó sướng. Không, không bỏ bề ngang cũng bỏ bề dọc đúng không? Đó, thì bắt đầu hai vợ chồng bắt đầu mới cá độ. Cái bà nằm, bà cũng gác chân qua ổng, cái bà xem, hai chồng nằm xem tiếp. Cái bà nói, rồi, bây giờ em nói nha. Em nói, ừ nói đi, nói gì cho anh vừa hạnh phúc vừa tức giận đi. Cái bà nói, anh ơi, chồng ơi, chồng yêu của em ơi. Cái bắt đầu cục ổng nổi lên rồi nghe, ổng cảm thấy bắt đầu nó hạnh phúc lần lần rồi đó nha. Anh ơi, anh biết không, bây giờ em mới phát hiện ra một cái điều này. Trời ơi, em mới phát hiện ra. Em chưa nói, bây giờ em mới nói sẵn cơ hội này, em mới nói chứ không thôi em kính không nói luôn. Em nói chuyện gì vậy? Em phát hiện ra một cái điều này. Có nghĩa là trong trong các cái người bạn của anh, các cái anh bạn chơi chung với anh hết, bây giờ em phát hiện ra một điều là cái của quý của anh là to nhất. Anh thấy hạnh phúc chưa anh? Cái của quý của anh là trong cái đám bạn là anh to nhất. Ông chồng lúc này đúng là vừa hạnh phúc và vừa tức giận nha. Thấy không cả nhà? Đó, to nhất là hạnh phúc rồi mà vợ của mình nó phát hiện hết, các đám bạn người nào nó cũng thấy hết, nó nghĩ là quá tức giận. Rồi tháng lương này đưa bả hết. Rất là hay, rất là vui. Thì đó là cái mẫu chuyện thứ nhất, em muốn gửi đến cho toàn thể quý vị mình, chuyện mà vợ chồng tám vui. Và cái mẫu chuyện tiếp theo thứ hai là quý vị, thì em muốn gửi cho quý vị cũng là cái mẫu chuyện đó như thế này, là cũng hai vợ chồng nữa nha quý vị. Thì hai vợ chồng của các anh chị này hôm nay là ta nhớ không biết mà như thế nào mà cự cãi nhau, cãi lộn dữ lắm. Thì khi mà cãi nhau á là bắt đầu là thường thường đàn ông mà ta cãi nhau ta ít có khi nào ta đứng ta cãi hoài lắm, cãi chút ta muốn đi ra khỏi nhà cho yên, rồi chừng nào mà hết hết giận á thì quay về đó. Thì hai chồng vừa cãi xong cái anh chồng á, ảnh tính đi ra ngoài nhưng mà ảnh đi ngang cái gương á, ảnh nhìn vô cái gương cái kính cái soi mặt á, thì ảnh nhìn vô anh thấy lỗ mũi không có mấy cọng lông, nó đưa đưa ra đi ra ngoài cũng kỳ quá, cho nên ổng mới quay trở lại, ổng lấy cái kéo, ổng đi vô nhà tắm, vô ký nhà tắm là đặng ổng nhấp nhấp mấy cọng lông lỗ mũi đó. Thì khi mà ổng đi bước vô nhà tắm thì ổng vừa vô ổng cầm cái kéo đó, cái bà vợ bà đi ngang bà thấy ổng cầm cái kéo đi vô nhà tắm. Trời đất ơi, bà nhào vô bà chụp cái kéo lại, bà quỳ xuống, trời ơi anh ơi em lại anh ơi em biết lỗi em rồi, anh đừng có cắt cái đó, trời ơi trời anh ơi em biết lỗi rồi anh đừng có cắt. Bà thử không dùng cắt cái cổ quý của ông gì. Mới cười lộn xong mà đó, đó là cũng một cái mẫu chuyện thứ hai thì nó cũng vắn vậy đó quý vị. Hôm nay như Cúc nói là Cúc sẽ kể những cái mẫu chuyện vắn 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 cho quý vị nghe cho nó vui, về những cái đó, về những cái tình huống của vợ chồng, thì em sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe thêm một cái mẫu chuyện này nữa, hoặc là hai ba mẫu chuyện nếu mà em nhớ ra thì em kể hết cho quý vị nghe nha. Thì cái mẫu chuyện thứ hai như thế này là cũng là nói về cái đó của đàn ông. Bữa nay sao em nói cái đó của đàn ông nhiều với ta đấy, như thế này là cái chuyện mà sơ sơ xuất về
vấn đề mà y tế đó quý vị. Thì ở cái nơi nào đó có một cái bệnh viện nào đó thì một anh chàng này là anh chạy xe ôm nghe quý vị, anh chạy xe ôm mà hôm đó không biết ông chạy vô cái đường dặn hay là cái đường như thế nào đó mà nó gặp trục trặc, nó dặn nó nhảy tưng tưng ổng hay là như như thế nào á mà nó bị chấn thương ngay cái phần mềm của ổng, là ngay cái của quý của ổng đó, nó chấn thương cái một vùng đó hết đó. Thì mới đưa ông vào cái bệnh viện này. Thì khi vào cái bệnh viện này không biết bệnh viện chẩn đoán như thế nào đó mà làm như thế nào mà cắt bỏ cái viên ngọc của ổng đó, người ta gọi là cái tinh hoàn đó quý vị. Thì cắt bỏ thì có nghĩa là cắt lầm, đúng ra là chữa trị được, nhưng mà ở cái bệnh viện này chẩn đoán như thế nào mà bác sĩ cắt lầm cái đó. Thì khi mà đi về á thì ông này ổng mới không có nghe, ổng không chịu, ổng nói là cắt của ổng như vậy là sai, cho nên ổng mới kiện ra tòa án. Ổng mới kiện ra tòa án luôn. Thì tòa án là coi như là xét xử và rõ ràng là cái bệnh viện này sơ sót nên là cắt lầm của người ta như vậy, thì buộc lòng bệnh viện phải bồi thường cho cái anh này về hai cái viên ngọc của ổng như thế nào, thì bồi thường là giá trị ra là 250 triệu. Ở bệnh viện này là vừa xin lỗi và vừa bồi thường 250 triệu cho cái anh mà chạy xe ôm này. Thì khi mà bản án mà của tòa án mà đã kết thúc đó quý vị, thì anh này ảnh đi ra về, thì ảnh bước ra khỏi cái chỗ mà xét xử xong, ảnh bật lắm khóc. Ảnh khóc trời ơi trời, ở nhà hết hồn, vợ cũng hết hồn, mà mọi người cũng đều hết hồn, xử án ông rồi mà ông khóc gì. Ông mới nói trời ơi trời, nào giờ tôi không biết, hồi nào tới giờ tôi chạy xe ôm tôi cực khổ muốn chết, nợ nần chồng chất. Trời ơi tôi khổ quá trời khổ, mà tôi đâu có biết rằng là trời ơi dưới háng tôi lúc nào tôi cũng kẹp 250 triệu ở dưới háng tôi. Là người ta bồi thường cũng 250 triệu, không đấy, dưới háng tôi lúc nào cũng có 250 triệu mà tôi đâu có biết. Ôi tôi chạy xe ôm mưa nắng muốn chết luôn, nghèo khổ mà thêm nợ nần, tôi đâu có biết tôi kẹp ở dưới háng tôi 250 triệu đó giờ đâu. Đó là một cái tình huống cũng khá là hài hước, khá là thú vị nha quý vị. Thì em sẽ kể cho quý vị nghe tiếp một cái mẫu chuyện nữa nha. Đó thì mẫu chuyện hôm nay như thế này, cũng nói về cái phần đó nữa. Thì có một cái cô này giống như là cô gái này đó, thì hôm nay được cái người yêu bạn trai dẫn về gia đình để mà ra mắt đó. Thì ra mắt cho gia đình đó, thì khi mà cô này mới về bên 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 nhà của người yêu mà, cho nên cũng vô bếp nấu nướng nè, rồi dọn dẹp rồi nãy kia, giống như là để cho mà mình rõ ràng là người phụ nữ đảm đang công dung ngôn hạnh người con gái gì đó. Thì bên chồng thương lắm, khoái lắm, trời cô này giỏi dữ trời, sao cái gì cũng biết, giỏi quá trời, lanh lợi mà nói chuyện đồ nghe cũng im lắm, nghe cũng vui vẻ lắm đó. Cái bắt đầu khi mà tới chừng mà dọn cơm lên ăn đó quý vị, thì cả nhà đều dọn cơm lên ăn hết. Khi mà ăn xong á cái bắt đầu vui vẻ là dọn dẹp đó trơn ha, chén bát rồi rửa sạch bóng úp lên, tao nói nghe ngon lành cành đào luôn đó. Bắt đầu lên uống nước, lúc này bắt đầu mấy trăm bình nước trà ngồi để mà tâm sự, kiểu mà hỏi thăm ông bà xui gia đình đó này kia, cũng tò mò hai bên mà đó. Thì bắt đầu bên đây cũng bên cái nhà của cái bạn trai nè, là nhà này nè, có bắt đầu lấy album ra coi, kiểu như coi đặng mà vừa coi vừa tâm sự với nhau cho nó thoải mái hơn vậy đó. Thì khi mà lấy album ra coi thì cái cô này nè, cái cô người yêu này nè, mới dập dập album của gia đình ra từ nhỏ tới giờ đó. Thì nhìn vô thấy cái ông người yêu của mình là cái ông ghệ này nè, hồi nhỏ sao của ổng đứng ổng chụp hình hồi nhỏ mà ổng ở chuồng đó, mà của ổng nhỏ xíu à. Thì cái nhìn vô nhỏ xíu, cái cổ mái tóc lên của đây, trời sao anh này đó của anh nhỏ xíu vậy, vậy mà sao bây giờ anh lớn nhất trong các bạn của anh đó. Ồ, bây giờ là em nhìn thấy anh lớn vậy đó, anh lớn hết trong các bạn của anh lại, giờ anh to dữ vậy chứ sau đó anh nhỏ xíu vậy. Gia đình chơi với tại sao mà cố đem có mình ra so sánh với những người bạn khác. Đó là những cái cô gái tình huống cũng khá là mắc cười đó quý vị. Thì em sẽ kể cho quý vị nghe tiếp thêm một cái mẫu chuyện này nữa nghe quý vị. Thì em kể về cái mẫu chuyện như thế này đó, là như thế này quý vị, là cũng có hai vợ chồng nữa, hai vợ chồng mới đi tân hôn thôi. Hôm nay nói về cái đã nói là nói về cái của quý cô đàn ông thì cho em kể cho vui với quý vị thêm tí xíu nữa nha. Đó thì á, là có hai vợ chồng đêm tân hôn này động phòng quý vị, động phòng cái bắt đầu là cô vợ cổ mấy là nhìn thấy của ông chồng, thấy của ông chồng cái sao của anh nhỏ quá vậy, sao của anh em thấy nhỏ quá vậy. Cái ông chồng lúc này ổng mới thấy kỳ, ổng mới nói trời ơi em ơi
Em hỏi gì kỳ nhỏ vậy, thằng nào vậy chứ, thằng nào cũng lớn nè chứ không có bự nữa, thằng nào gì như nấy à. Cái cô vợ của bỉm bố nó, trời ơi trời, anh nó dốc ai chứ chị, nhìn nó dốc em làm gì mà thằng nào như thằng nấy, anh ghế to hơn gấp anh gấp 2 lần của anh, ghế to hơn của anh gấp 2 lần luôn á, chị đừng nói giống. Đó, quý vị, thì những cái tình huống là cười ra nước mắt là vậy đó quý vị. Thì hôm nay Cúc xin kể những cái mẫu chuyện tới đây thôi nha quý vị, là cũng là nãy giờ cũng 4 5 6 cái mẫu chuyện ngắn ngắn, thì hôm nay là em muốn tập hợp những cái mẫu chuyện vui để gửi đến cho toàn thể bà con cô bác mình có những cái niềm vui và tiếng cười thư giãn cùng với Tấm Cúc trong những cái phút giây làm việc và mệt mỏi căng thẳng đó, thì vào cái kênh của Tấm Cúc để mà có được một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ quý vị ơi. Thì em sẽ kể tiếp cho quý vị nghe những cái mẫu chuyện mà vắn vắn như thế này, hoặc là mẫu chuyện nó hơi dài tí xíu, nhưng mà ở những cái clip tiếp theo của chương trình ngày mai, ngày mốt, ngày kia và dài tới. Còn hôm nay thì chương trình của em xin phép tới đây thì em xin tạm ngưng lại, và em mong được nhận những cái mẫu chuyện vui từ quý vị khán giả cũng như các anh chị và cô chú bác gửi qua cho Tấm Cúc qua địa chỉ email nguyễnkimcúc19111a@gmail.com, hoặc là gửi cho Cúc qua số điện thoại thì 0979789800. Cúc xin cảm ơn rất là nhiều và xin chúc sức khỏe tới toàn thể bà con cô bác mình. Hẹn gặp lại cái clip của em kể chuyện ngày mai nha bà con. Em xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.